tình xót xa, cho nên nếu mà ai cũng muốn nhảy thì cứ tự nhiên đứng lên nhảy với Cát Ly. Nếu mà Cát Ly thấy người nào mà giật thiệt là giật, Cát Ly sẽ xuống nhảy với quý vị đó. Phải không? Anh get ready nha. Here we go. Here we go. Thank you. All right.